những người làm cha thương con mình gầy nó mình nói chỗ này là tốt này tốt này mày ở đây tốt cha mẹ nói con nhỏ gái tao nói tao gả mày cho cái thằng này là tốt còn mày lấy cái thằng này là mày khổ tao nói cái thằng này là tốt đời tao đó kinh nghiệm dữ lắm rồi <laughs> đúng không nghĩa là tao quá trời kinh nghiệm mà rồi người mẹ nói mày có tao nè tóc tao hai thứ tóc rồi, không lẽ thằng nào tao không hiểu sao? Tao nói thằng này nó tốt, mày lấy thằng này là mày khổ, tao coi vậy rồi không có được đâu mày, không, con thích cái thằng này, mẹ mà kêu con cứ thằng này á nghe là con, con lấy dây thun con cột cổ mà chị con uống nước dừa con tự tử. <laughs> hiểu không? Nó nói rõ ràng chứ gì, mình mình biết đây là tốt mình để nó nó không chịu vì cái phúc của nó nó đâu có được cái chỗ tốt mà nó thà nó lấy cái khổ để nó khổ thì thấy chưa? tất cả người làm cha làm mẹ nghe công đoạn này làm thầy nghe công đoạn này đi, không phải là mình không từ bi nhưng mà nó không nghe mình, mình hãy để cho nó dấp ngã một cái đi, thì tự nhiên bản thân mình có khi dạy nó còn được hơn bắt ép nó nó không nghe mà nó ghét mình mà nó ghét nó không bao giờ nó nghe lời mình nghe quý vị đây là cái 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 cái, nhân duyên nhà đức nuôi chúng mười mấy năm nay nhà đức kinh nghiệm nhà đức nó làm đủ cách hết trơn rồi thì ra cuối cùng nhà đức chỉ chọn đúng một cách thương yêu mà quý vị thương yêu họ và lo lắng cho họ thì tự nhiên cái ăn tình đó họ sợ mắt mình dữ lắm vì mắt mình ai lo cho họ thấy ghê không thầy mới kinh khủng nè mắt mình ai lo cho họ đây đó thấy ra rõ ràng luôn nó thấy chưa còn nếu như như đức thương yêu họ mà như đức hầm hì la lối họ dữ dằn với họ quá cũng có gầy nghe nhưng mà phải đúng nơi đúng chỗ chứ không phải lúc nào cũng la họ đâu la họ giết họ ghét mình xong họ nói nè tôi chù tôi quỳ trước bồ tát bồ tát ơi con người này sống ở đây làm nhiều người khổ quá nó hung dữ quá Bồ Tát ơ Bồ Tát đưa nó đi núi khác đi <laughs> Chù giết mình đi qua núi khác luôn á chợ Chúng sanh mà Ba già ba tánh thì ghê lắm mới bị ô Có giỡn đâu Ngày xưa một ông vua mà ông, ông làm ác á Ví dụ như đó là ông làm ác nghe Chứ nếu ông làm thiện chù ổng không có được Nhưng mà ông làm ác á Mà chù ông là ông đức Nó nó, nó vô ngay chăng luôn Tại vì cái tâm ác ông và cái tâm ác này nó đưa đưa vô dính Iran luôn thì tự nhiên ông vua mắc nước liền không có đơn giản đâu nghe cái miệng của bá gia bá tính ghê lắm á trời vậy mà bây giờ ví dụ như họ thương mình đi khắp nơi nơi đi mình bệnh đau gì cái mà nó nói, nguyện phật bồ tát giáo hộ thầy đức mỗi ngày ông nhiệt tình ông giảng kính thiết pháp cho không nghe à, lúc này ông kháng tiếng đau đớn quá nhìn thầy mà có thương xót vô cùng con nguyễn hoặc bồ tát giáng hộ cho thầy có sức khỏe bao nhiêu con người nó nghĩ gì mình khỏe đó quý vị chứ làm sao à, nhà và học ta thí nghiệm rõ ràng luôn mà có một cái chuyến bay mà lên trên cung trăng người ta khá thám thám hiểm cho nó người ta coi sự việc cho nó làm sao sao mà tự nhiên người ta đi sao không biết sao mà nhiên liệu nó bị hết nó trên đường chở về lại đất liền Nó không đủ nhiên liệu Thì nhà khoa học Ông Giang bổng tháng Ông mới tập trung cái cái lực lượng con người cho Trên cái quả địa cầu này Tất cả các tôn giáo cứ là cầu nguyện Theo cái tôn giáo của mình Để cầu nguyện cho cái chiến tàu bay này Chở về đất liền được bình yên Vậy mà nó dùng nhân, năng, năng lực của con người thiện Để cầu nguyện Vậy mà nó bay về tới đất liền Nó mới hết nhiên liệu Kinh chưa Nhà khoa học thí nghiệm rồi á Ý niệm thiện nó siêu vượt không gian thời gian Nên mình mà quý thương một người nào Ở nơi đâu mình tu Mình hồi hướng mình nghĩ tới người đó Người đó được nhờ Còn dùng mình ghét ai mà mình cứ nghĩ người đó là người đó nguy hiểm lắm Giống như Hòa Thượng Hải Hiền năm xưa Còn trẻ Nhà nghèo Trồng cái cây dưa hấu Vì mà có cái trái Mừng quá trời Vì mà ai bẻ cái trái dưa hấu của ông Còn nhỏ Ông đi vòng vòng nói nè Ai bẻ dưa hấu của tôi Cho nó nổi một u Trời <laughs> ơi Ông nói câu hoài Ai bẻ dưa hấu tôi cho nó nổi một u Ông nói như vậy suốt một ngày Cái thằng bẻ dưa hấu họ, Ông là em họ Trời ơi một u cái đít bự chà bá luôn đau kinh khủng luôn rồi cái 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 bà mà mẹ nghe tin là bẻ dưa hấu cô hả hải hiền xong á chù một ngày cuối cùng nó uôn cái đít bự cho bá nó thôi em mày bẻ con trái dưa hấu của mày thôi mà mày chù cả ngày như vậy đó nó nói một u bự chào bá rồi kìa mày đừng có chù nữa rồi xong ông nghe ông giật mình quá ông đổi lại nó ai bẻ dưa hấu của tôi tôi tha thứ đừng có nói một u ông nói một ngày tự nhiên một u nó xẹp xuống chợ từ đó sau nó ý niệm ghê quá ý niệm quá đáng sợ thấy chưa ý niệm nó kinh khủng lắm á chàng nên con người mình nó đừng có để cho người ta mang ý niệm hung ác khi mình làm cho người ta mang ý niệm hung ác mình sẽ bị tổn thương, tổn thương vì phước báo, nó tổn thương gì hòa khí, tổn thương về chánh khí chờ đất mà chánh khí chờ đất bị tổn thương thì tức khắc nó chánh khí nó giảm bớt đi thì tà khí xuất hiện nên bản thân chúng ta phải làm sao đi đến đâu là người tu hành làm cho người ta vui, làm cho người ta an lạc, làm cho người ta bình yên thì chánh khí chờ đất sẽ phát triển rất là tốt, vì hoàn cảnh ở đó nó rất là tốt. Đó là những điều những đức dẫn dắt cho vị nghe đó. Nó không nên tôi hiểu rồi. Ngày xưa tôi quản chúng người to ơi, dữ dằn lắm, sáng nào tôi cũng la sùm. Ai gặp tôi người ta cũng thấy sợ lắm. Cuối cùng tôi bị tổn thương, phước báo hô. <laughs> Ghê trời ơi trời. Tổn thương phước báo thì hô luôn. Mình đã hô sẵn rồi mà tổn thương phước báo hô luôn. Lúc nào cái mỏ đi đâu cũng quay vậy nè. con lần đi ngang Đi ngang nhọn cái gái Mình đâu có ý gì đâu Mỏ nó quá nhọn Quơ ngang chúng vô mặt nó Nó thầy dê Nó thầy mình đâu có gì đâu dê trời ơi trời tại vì cái mỏ nhọn quá quơ ngang chúng cái mặt cô vậy thôi chứ dê gì dê thấy ghê không nó mỏ nhọn đến mức vậy đó mà bây giờ tu hành từ từ nó vui an lạc mỏ đỡ ngô lại thấy <laughs> chưa nên quý thấy cái tâm trạng nó ghê chưa cái tâm nó nó ghê lắm á mình là người tu hiểu được nguyên lý rồi đừng có mang một cái tâm trạng nặng nề trong tâm lâu quá nghe những đứa bây giờ nguyên lý này những đứa hiểu á nặng nề gì những đứa cũng xả rất là nhanh luôn mấy ngày nay tôi nói thiệt suy nghĩ nhiều thứ việc lễ xong rồi nó nhức đầu ghê suy nghĩ nhiều việc để sắp xếp một cái số việc lại cho nó đâu rồi đó đàng hoàng ổn định cho bà thượng ngày yên tâm mà nhức đầu thì ghê Tại vì công việc mỗi ngày của nó đã dùng đầu nhiều quá rồi Bây giờ nó tăng thêm cái việc mà nghĩ chưa ra nó nhức đầu ghê Thôi thấy gì chiều nay xả luôn Khỏi suy nghĩ nữa Nghĩ nó không ra thì suy nghĩ gì bây giờ Nghĩ chưa ra thôi nghĩ suy nghĩ nào sáng chạy qua nói chuyện với mấy anh em bảo tháp chuyện với mấy anh em bảo tháp ngồi nói chuyện với ổng xong cũng thấy thoải mái cái tâm thấy mấy đứa nít đồ này kia cũng tội nghiệp tự nhiên ngồi nói chuyện xong tự nhiên tâm nó nhẹ lại cái ghế à. nên những đức nói rằng cái 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 cái, cái máu những đức là cái máu gì phải không cái máu sống giống như nó thích nghĩa khí anh em đồ thích gì quý vị ơi chắc cái máu mình ngày xưa chắc cái máu ơi, tướng quân rồi nó thiệt luôn á phái vậy đó phái cái gì giống như nghĩa khí đồ sống phải có nhau đồ à, cùng sống cùng chết đồ kỳ cục lắm mấy câu nói gì đó. giống như là ngoài đời mà ngày xưa mà chiến tướng quân ra chặn rồi vậy đó À, phái nghe mấy câu đó chắc hồi xưa còn nhỏ phái coi phim mà tam quắc quý vị tổ phái ba anh em của lưu bị phái lắm ảnh hưởng luôn nên từ những cuộc đời người mình những đức nói một câu những đức nói rằng cả đời những đức sống không thích phản người khác nói nói gì chứ không có ác ý không có phản người ta còn ai đến với mình mình thích nhất là sống với nhau lâu dài thích vậy lắm thích chơi với bạn lâu dài nên bạn những đức Ví dụ như có tài bạn những đức tính ra Bây giờ 42 tuổi là hai anh em chơi được 36 năm Chơi 36 năm tình bạn Bạn bè mấy chục năm không à Cứ lâu lâu đến thăm hoài Mấy chục năm không Chơi hoài với nhau vậy à, Hai anh em tư, cư sĩ Hồi xưa ngoài đời chơi không bao giờ chuyện Anh em đụng chạm gì nhau Hiểu nhau đặc biệt Nên những đức mong mình ở trong đạo mình sống gì Nó có những cái tình nghĩa gì nó hay gì đâu thật sự cuộc đời của người ba buổi cơm chỉ cần có ba buổi cơm là được rồi rồi mình làm việc cho mọi người đâu cần gì nó đâu Vì là hạnh phúc cuộc đời mình đặc biệt cái ấy nên những đức mong rằng bây giờ hòa thượng ngày xây chùa gì nên tuổi như đức còn trẻ cũng nên phải có hòa thượng ngày gầy ngày dậy ngày, ngày thì những đức cứ theo cái tư tưởng tuổi trẻ của mình tuổi trẻ thì nó phải có cái lì chút các cụ ơi à, nó kỳ lắm nó thích lì thích cố chấp nặng nề mình nói cái làm đó là mình nói mình đúng nhưng người già thì góc độ người ta còn sâu hơn người ta muốn cho mình phải lâu dài tốt nữa kìa nhưng mình mình nhìn nó hạn hẹp tại vì đoạn đường mình đi mới bốn hai năm mà hiểu không thì cái góc độ mình chỉ nhìn ra được 42 năm thôi thí dụ đi còn người ta đi 82 năm thì người ta phải nhìn xa hơn nhé hiểu không nên nhưng mà tôi chưa đi được tới tám hai năm tôi chỉ nhìn bốn hai năm thôi góc độ tôi chỉ được khoảng không gian đó đó Khi tôi 82 năm nhất định tôi sẽ biết được Sự việc của người thầy dạy tôi như thế nào Con người chúng ta nó không có nghĩ nó mụ màng đâu quý vị Nhưng mà hãy cho mình thời gian đi Chúng ta hãy cho nhau thời gian đi Hiểu <laughs> 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 không? Cho nhau thời gian Cái gì mà dội vàng cũng khó lắm quý vị không? Nên Cái cảm nhận để biết ơn nó không phải đơn giản cái chữ biết ơn là là đơn giản đó quý vị ô. À, thật sự luôn á. Có thể cái miệng mình nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhưng không có cảm ơn được. Con người mình tốt nhất là bây giờ mình 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 cái gì mình 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 mình, mình không nói hoặc là mình nghe cái việc gì, gì ác mình dừng lại là cũng được rồi, cũng đỡ lắm rồi đó. Chứ nói mà để mà cảm ơn một con người là nó phải có thời gian. Nhưng 100% quý vị luôn cái cảm ơn là đến khi bị thành tựu thành tựu gì là quý vị có một cái sự an lạc có một cái sự tự tại có một cái sự lợi ích của cuộc đời lúc đó quý vị mới cảm ơn à, con người mà họ càng khổ là họ càng không biết ơn nó kỳ cục mình càng khổ là mình càng không biết ơn mình hẳn đời tôi hẳn đời <laughs> hiểu không quý vị thấy người xưa người ta người ta ngoài đời quý vị thấy không người ta càng khổ người ta nói tôi hẳn đời tôi hẳn người tôi hẳn tất cả người trong cái cuộc đời này hẳn hết Thấy chưa Như cái câu chuyện của bà Liên Hoa Sắc Đời bà Liên Hoa Sắc đâu có đơn giản đâu đi Coi lịch sử của bà đi mới thấy kinh khủng Cái nghiệp quả Mẹ của bà là kỹ nữ Sống với bao nhiêu người đàn ông sau này đẻ Của bà bà đẹp, cực kỳ đẹp Liên Hoa Sắc Là bà trắng như hoa sen Nó Sắc đẹp bà. Sắc đẹp mà, mà Mà da mặt đẹp như hoa sen Nghĩ cỡ nào chứ Nó... Hoa sen giống gì à <laughs> Đúng không? Nên từ nơi đó mà Bà lớn lên bà có chồng Mà tư mẹ bà làm kỹ nữ gì mà bà phải chịu khổ Cái nghiệp duyên kinh khủng không Là người bên chồng xem thường bà Chồng thì thương nhưng mà chồng đi làm ăn xa à, Sau này bà có bầu Thì khi bà đẻ con ra được con trai Được con trai rồi thì bắt đầu là Bên chồng sợ sau này của cải vào con bà từ nơi đó mà tìm mọi cách để đuổi bà đi du quan cho bà là gian díu với đàn ông khác rồi lúc chồng đi làm ăn xa đuổi bà đi luôn bơ bắt đi xin ăn khổ vô cùng để đứa con vô chòi chanh đi xin ăn xin ăn gì thì con bị bắt bị người ta bắt con bắt đem đi bán buồn thơ thẳng đi xin ăn kiếm ăn Cuối cùng mà gặp một tên tướng cướp Thấy bà đẹp quá bắt bà Đem về làm áp chạy phu nhân như... <laughs> Ghê không cái cuộc đời vì thấy kinh chưa Làm vợ tướng cướp Bây giờ tướng cướp bắt mà Đem về áp chạy phu nhân Sống với tướng cướp để mà đứa con gái Tên tướng cướp này thương con gái vô cùng Người hầu chỉ cần làm chạy chỗ hay làm gì Mà khóc lên là quýnh người hầu chết lên thế xuống Bà giữ con bà Một ngày nọ đứa con nó bị té Chạy cái đầu chảy máu Bà cầm máu cho con xong bà sợ quá sợ Bỏ đi Vì người chồng thứ cướp thì dữ quá Bà sợ bà chạy bỏ đi Bà bỏ đi Thì bắt đầu là nhiều năm sau Mười mấy năm sau Tại bà ngày xưa bên Ấn Độ người ta mười mấy tuổi là người ta có chồng rồi Nên khi mà sau này mười mấy năm sau Bà vẫn là còn đẹp dữ lắm Thì con trai của bà, bà mà bị bắt đem đi á, Thì nó lớn rồi Mà bà còn rất là đẹp thì lúc đó con trai bà nó mới cặp với bà nó lấy bà làm vợ sống với bà xong bà sống với con trai của bà bà sống với con trai của bà rồi xong con trai bà nó nó lại gian dưới một người phụ nữ trẻ khác trẻ hơn bà thì bà nghe tin vậy bà lỡ bà đánh ghen thì bà lại đánh ghen ngay đứa con gái của bà kinh khủng đúng không bà ở với con trai con trai anh trai ở với em gái gia đình nó nó quen vậy đó xong khi mà 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 bà biết được cái đứa đó là đứa con gái bà bà biết được đây là con trai của bà đổ bể ra thì thằng con trai nó muốn tự tử nó chết vì sống vậy thì cuối cùng gặp được đệ tử đức phật quá độ thì đi tu hành người con trai bà tu hành chứng quả a la -hán. thế nào trong cái khổ cung cực thì gặp học pháp thấy không quý vị thấy không trong cái khổ là học pháp là cỡ mở ra thấy chưa nên bây giờ giàu nghèo gì cũng phải học phật chứ á vui sướng ở nào phải học phật dù ngày nào khổ đau là nhờ phật pháp đó nên nó, nó khổ đau ôm chân phật mình đừng có khổ đi ôm chân phật mình sướng mình cũng đi ôm chân phật nữa để mình đừng có khổ chứ chờ khổ làm chi đi ôm chân phật khôn là vậy đó người biết lo xa thì không có khổ ghen thấy <laughs> 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 chưa đó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng khi mà tình cảnh nó xảy ra Con trai bà đi tu chứng quả Nhưng riêng bà hẳn đàn ông Cực kỳ hẳn đàn ông gì bà nói Do đàn ông mà làm đời bà khổ như vậy Lúc đó bắt đầu bà nổi máu lên mà đi làm gì tiếp tục làm kỹ nữ Bà kỹ nữ, làm kỹ nữ Một cái dùng đó mà gọi là Là đàn ông gặp bà là mệnh danh Gọi là bất cứ người đàn ông nào Gặp liên quan sắc đều phải khởi tâm Không thể nào chịu nổi Đối với cái sắc đẹp của bà Bà đẹp gì đó mà thêm mà giờ trang điểm đồ lên nữa bà đẹp vô lắm thì bà là gọi là làm cho đàn ông điêu đứng hết là gia đình gia đình tan nát hết mà hẳn đàn ông hẳn gia đình hạnh phúc bà làm cho gia đình hạnh phúc tan nát hết luôn ghê vậy cuối cùng ngoại đạo nghe tin mà liên quan sát này bà là sắc đẹp mà nói chuyện ngọt ngào khiêu gợi đàn ông ghê lắm mà trong đệ tử của đức phật thì ngoại đạo ghét nhất là tôn giả một kiền liên chỉ xá lợi phát thì trí tệ đệ nhất Nhưng một kiền liên vừa có trí tệ mà lại vừa có thăng thông Giống như văn võ sông toàn Thấy không? Ghét người tôn giả một kiền liên vô cùng Muốn hại tôn giả một kiền liên Nên dùng mà liên qua sắc này đến dụ dỗ một kiền liên mời đến cúng che tăng đồ này kia Chư tăng đồ gì hết Lúc đó còn tôn giả một kiền liên là ở lại bà thỉnh Tôn giả một kiền liên ở lại Tôn giả một kiền liên biết hết trơn Vì người ta, người ta bạc A-la-hán chứng được lục thông rồi nên từ nơi đó mà bia cạch chân Ở lại có sao đâu nó Thì bà ở lại là ý đồ Và là dụ dỗ tôn Giáo một kiền liên Tôn Giáo một kiền liên là chứng qua la hán Nên nhìn một cái là từ đầu tới chân của bà Di trùng nó bò lụm chụm Nó lội lụm chụm lụm Cặp mắt của bà đẹp thiệt Nhưng mà bà A-la-hán nhìn thì giống như 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 là một cái hối sâu toàn là di khuẩn Lỗ mũi của bà tí cao nhưng nhìn thẳng vào đó Thì lỗ mũi của bà toàn là cướp mũi không? <laughs> cái gì cũng? và là hát là nhìn rõ ràng luôn mà Tuy răng của bà rất đẹp nhưng mà nhìn vào từng lỗ chân lông và từng cái chân răng của bà toàn là di khuẩn nằm đầy trong trong nước miếng nước mồm gì mà 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 gọi là đàm giải nó chảy lộp nhộp lộp nhộp trong đó. nhìn vô cổ họng thấy trong đó là đờm nó nhiễu 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 nhiễu, nhiễu. thấy ghê nó nghĩa là mỏi cái lỗ chân lông là bậc a la hán nhìn rõ ràng hết làm sao động tâm được thì tôn giáo Mục kỳ liên nói rằng cô đã tạo tội nghiệp nặng nề như vậy mà bây giờ còn muốn tạo tội nghiệp thêm sao 18 tầng địa ngục đang đợi cô nên quay đầu đi thiết cho bà nghe bài pháp bà nghe xong một phát và quỳ xuống xăm hối bây giờ con muốn quay đầu phải làm sao thì tôn giả Mục kỳ liên dẫn về để đánh lễ đức phật đức phật cho bà được gia nhập vào hàng ngũ của ni chúng thì lúc đó bà tu hành cực kỳ khó khăn luôn nghiệp duyên nó khảo đảo bà mà tu thiền nữa, thiền định chị dớ đâu nó nên khảo đảo nghiệp duyên nó quay lại cái cảnh tượng của bà ghê lắm chịu khó chịu khổ rồi lúc đó ni chúng mới sắp xếp cho bà làm cái cái ngành gì dọn dẹp phòng cho người ta ở rửa nhà vệ sinh đổ phân đổ nước tiểu để nhìn cái sự dơ giấy đó mà để giảm bớt đi Cái sự vọng tưởng quay lại Vậy đó mà bà cố gắng kiên nhẫn Vậy mà cuối cùng bà tu hành bà chứng quả A-la-hán <laughs> Thấy không? Tôi nói thờ thế tạo anh hùng Có người mà gặp những cái cảnh ngộ Có khi nó đẩy mình vô cái đường, con đường tội lỗi Mà khi đẩy thẳng vô con đường tội lỗi Đến mức mà mình phải thấy cái bà Pháp Để cứu độ mình Thấy nghe thấy rõ ràng chưa? Nói một con người hư hỏng cỡ nào mà gặp Phật pháp là mình đều có cơ hội được cứu nên một con người ở cõi này mình nhìn người ta như vậy mà mai mốt người ta phát triển có khi còn hơn mình nó tu nhất kiếp ngộ nhất thờ con đường đi mình đi một đoạn đường nó hư nhưng mình đâu có biết được cái đoạn đường cuối cùng người ta lại là đường đường tốt còn mình đi từ khởi đầu đi đi gần hết đoạn đường nó tốt nhưng ai biết được đoạn đường cuối cùng của mình lại là đường hư không ai hiểu được đâu quý vị à trong cõi đời này khó hiểu lắm nên chúng ta mình không biết ai thì sao thì sao đâu nó no, có khi quý vị thấy những đức gì mà sau lưng những đức lại những đức làm bao nhiêu điều tội lỗi rồi sao ai mà biết được trong cái cuộc đời này quý vị Đó, nhưng mà những gì tôi chia sẻ với quý vị là những điều mà tôi nhận thức được phật pháp quý vị hãy chăn quý phật pháp vì cuộc đời có người mình thật sự mà nói mang tâm cảm ơn khó dữ lắm những đức hiểu rồi rất là khó có khi mình nói cảm ơn chứ thật sự mình giả dối từ tâm mình lắm không có thật sự cảm ơn đâu hãy cho người ta thời gian đi cho người ta có sự lãnh ngộ từ từ và có sự an vui, có sự tốt đẹp Rồi họ mới cảm ơn được Nên trong cái cuộc đời này Tuy mình sắp xếp là phải sắp xếp thôi Nhưng mà có những cái Chúng ta phải mở cái tâm ra một chút Có những người ở trong chùa Họ làm khó những đức mà 3 bốn năm giờ Mà những đức còn chịu đựng được Cỡ nào cũng chịu đựng được Rèn cho mình chữ nhẵn luôn Ghê không Nó, Dù cỡ nào đi rồi quay lại Vẫn cho ở Cỡ nào cũng cho ở Cỡ nào cũng cho ở Năm mười ngày, nửa tháng, tháng quậy quá Cho đi nữa, xong Nửa tháng, mười ngày Hay là nửa năm gì quay lại dẫn cho ở Tại vì cả đời mình dùng họ Để nuôi dưỡng cái sự từ bi Nhẫn nại của mình Không giỡn đâu Lấy đó để mà làm cái hành trang tu Thành tụ cho chính mình Cuộc đời của người nếu đặt mình vào họ Thì mình cũng đâu có muốn như vậy đâu Nhưng có những con người Cái nghiệp duyên của mình nó là như vậy đó, quý vị ạ à? nên mới nói rằng là ở cõi đời này nghiệp duyên nó bao nhiêu một màn lưới vậy. chúng ta làm sao mà thoát khỏi cái màn lưới này nên mỗi một con người chúng ta nghe đạo quý vị ơi chúng ta thương yêu tha thứ cho nhau điều này là điều quý nhất nó thiệt có những anh em trong chùa những đức rất là quý thương nhưng có những anh em trong cảm giác những đức tự nhiên mình thấy mình không thích người đó mình biết liền nên mình cố gắng mình tu mình cố gắng mình mình dán gũi nói chuyện để từ từ mình cỡ mở ra hết chứ tại vì tu hành là để giải nghiệp mà Chứ không phải là để tồn động nghiệp nó Những điều như Đức chia sẻ cho chúng nghe Ai mà nghe những cái bài giảng này Những Đức nó thật sự quý vị để ý đi Cả cuộc đời quý vị sẽ được lợi ích Vì những bài giảng này đó Như Đức nó đời đạo quý vị cũng được lợi ích chứ nghe Tại vì hiểu vì nhân quả rồi Mình nuôi con người là mình đang nuôi Cái bồ đề của mình thành tụ Chỗ quả bồ đề thật sự Mình nuôi con người nó Trong kinh Phật đã nói vậy mình mà Như lai thành tụ Là nhờ chúng sanh mới hoạt chúng sanh mê hoặc mà như lai vẫn thương yêu ta thành tựu là nhờ thương chúng sanh dù mê hoặc điên đảo ta vẫn thương nên thành tựu được quả bồ đề chân thật rất là rõ ràng mà nó giờ bao nhiêu con người gì nè tính tình đủ thứ loại tính tình rồi các cụ già lại bao nhiêu con người già ở trong cái cuộc đời này bảy tám chục năm của cuộc đời nếu sau này mình bảy tám chục tuổi mình sẽ nghĩ ra bao nhiêu người già đó mình sẽ thương họ cỡ nào khi cái tuổi già của mình được nhiều người thương yêu, rồi họ tuổi già của họ đi vô chùa tu, lo một phần nào thôi chứ nhân sự đâu mà mà lo cho họ từng chút một được ví dụ những đức là một ông thầy tu, một ngày nào nhà đức tám tuổi gì nhà đức lo cho nhiều người quá nên cái nhân những đức thành các cái quả là quá nhiều người quan tâm lo lắng phương tiện gì những đức cũng đầy đủ nhưng nếu những đức không nghĩ ra được những người già cùng với mình họ như thế nào thì họ thiếu phước hơn mình nhưng mình phải cảm nhận nhìn họ ra một chút. Nếu đặt mình vào họ, già vậy mà vẫn không có được chỗ nương tựa, già rồi không được ngồi trong ngôi nhà tam bảo. Vậy thì lương tâm chúng ta sự từ bi ở đâu hả quý vị? Rồi một ngày nào chúng ta cũng già mà. Nên mỗi một con người nghe những bài chia sẻ này, dù là quý vị, vị như thế nào quý vị, vị hãy ngồi suy nghĩ lại. Chúng ta có được cơ hội nuôi con người, đó là sự hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Không có hạnh phúc nào bằng nuôi có người, vì có người sẽ làm Phật. Nuôi người là đang nuôi Phật. Nhớ. Nuôi người là đang nuôi Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni người nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng mà trí tuệ giống hệt ta. Vì vị thấy mỗi ngày những đức đọc sách gì, coi cái gì, nhưng điều như đức chia sẻ quý vị nghe, quý vị hãy suy nghĩ kỹ đi. Còn là những đức học từ con người thượng nghịch không đó Nhận thức được từ con người không đó Tất cả con người đều cho mình những cái bài học vô cùng đáng giá của cuộc đời này Tại vì mình không chịu lãnh, lãnh nhận, mình không cảm nhận được thôi Chứ thật sự thì trong cuộc đời này ai muốn mình khổ bao giờ Có ai mà muốn mà cuộc đời mình bất hạnh đâu Nó Giống như có cái cô này, cô 39 tuổi, cổ ở bên Nhật cứ nghe những Đức Giảng mỗi ngày Cô nói chồng của cô, cô rất muốn về chùa mình tu luôn để đi đến con đường giải thoát giảng sanh chồng nói à, em cứ đi tu đi có hai đứa con đứa 6 tuổi đứa 4 tuổi anh có điều kiện nuôi con đàng hoàng hết mà em tu phải tu giảng sanh nghe giảng sanh xong trở lại để độ anh với con rồi em cứ đi đi bà điện thoại bà hỏi những đức dạ thưa thầy chồng con cho con đi tu con đi được không thầy như đức nói cho là đi chứ <laughs> cho thì đi được nó cho rồi nó phải trốn đâu nó cho đi mà thì nó cho đi thì đi. Nhưng mà cô phải suy nghĩ cho kỹ nghe, đừng bao giờ từ ở xa. Cô nhìn qua cái hình ảnh những đức giảng pháp đại chúng rồi cô cứ nghĩ rằng trong chùa nó bình yên lắm. Trong chùa nó không có gì rắc rối đâu bậy nghe cô. Trong cái cõi đời này ở đâu nó cũng có cái rắc rối của nó chứ. Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi nghiệp. Mỗi chùa, mỗi cái 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 cảnh chùa khác nhau. Mỗi con người sống trong chùa mỗi nghiệp khác nhau. Nên nó vẫn có con đường giải thoát cho mình đó. Nhưng mà cô phải chịu cái sự khảo đảo ở trong cái đại chúng đông người Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ nó, Cô qua cầu chồng cô gút dáng đó Suy nghĩ kỹ đi Quay lại không được đâu Tu thì nhất định là tu được Chỉ cần kiên nhẫn Sợ cô thiếu sự kiên nhẫn Thì bản thân không biết cô đi về đâu Rồi có một cái cô này cô nói Dạ thưa thầy Con mỗi ngày nghe Pháp thầy niệm Phật Giết rồi cái chuyện vợ chồng mà chăn gói với con cũng không muốn nữa Nhưng mà chồng của con nó lụ đạn ghê quá Ngày nào nó cũng đòi hỏi Giết rồi con thấy con nản lòng Con khổ quá thầy ơi Giờ con phải làm sao Những đức nói Thì nó đòi cho đại đi <laughs> Xong chuyện <laughs> Chứ bây giờ sao giờ bà làm vợ người ta mà Bây giờ bà chưa có đi được Mà bà ở nhà bà làm vợ người ta Thì đã bà làm vợ người ta Thì bao nhiêu năm nay bà đã chịu được rồi Thì bây giờ bà chịu đại đi Bây giờ thờ chịu mà nó khó chịu gì đâu Có gì đâu khó chịu Bà muốn giảng sanh không Dạ muốn Muốn thì chịu chứ sao bây giờ bà làm vợ người ta nợ này bà còn thiếu năm xưa bà đã làm người ta bao nhiêu lần thì bây giờ người ta làm cho đủ số lượng nó còn dư hiểu chưa nó dư thêm vài lần nữa chứ sao họ trả nợ nó phải có lợi chứ. cái gì mà không có lợi đưa tiền cho mà cũng có lợi chứ chịu ra chịu hai hai phần trăm chịu mốt là nhẹ còn mấy phẻn là kiều nguyên ngắn hàng Từ đó. <laughs> Hiểu không? Còn cái cái, cái, cái lờ nợ nặng mà mà thiếu nhau trong cuộc đời này Nó nói, nói câu là thiếu tình thì trả tình Tình đó Nó bà thiếu tình người ta Bà đã từng dai mượn tình của người ta Bây giờ cuộc đời bà phải gặp cái tình này mà bà trả Mà gặp ngay cái thằng chồng như vậy là Do gì năm xưa bà cũng như vậy Đời kiếp nào bà như vậy Nó bây giờ bà mới gặp ngay thằng chồng như vậy Thôi bà trả đi bà không trả Thì bà tu cũng chuyện Nhưng mà bà chuyện không nổi Bà gặp thằng khác bà trả nữa đó Thôi thà bà trả thằng này còn ngon hơn Nó là chồng mình Trả không có sao Hiểu không Nó bà nói Mà con khó chịu Không có khó chịu Hiểu cái gì mà khó chịu Ngày xưa mới mẻ Mà không không nó không muốn bà còn tức Bây giờ mà nó khó chịu là gì nó, Mà cứ bình thường đi nó Bà đừng có đợi nó đòi Bà đòi trước nó Trả nó mau hơn Nghe không à, vậy hả thầy đó à, ngày nó đòi một lần bà đòi hai lần đi cho nó chết mù nó luôn thì xong nợ này nó trả cấp kỳ đúng ra nó trả mười năm bà trả có một năm xong rồi thằng đó nó cũng te tua bà có sợ gì trời không có ông thầy nào mà giảng đến mức này hiểu chưa nó thử thật hỏi vậy mà trả lời một phát của nó vậy con hiểu rồi đó thầy hiểu sao con phải làm đúng không phải phải làm phải làm thôi à. nó no, thấy chưa trời ơi quý vị biết rằng là đời này tôi đến đây mà tôi giảng kiểu này có nhiều người nói tôi nhưng mà tôi nói thật với vị bao nhiêu người thích tôi là gì cái gì nó đột khóa ngay nội tâm người ta luôn cái nguyên lý của nhân quả nó là như vậy mà không phải nói trắng chợn cho người ta nghe nó trắng chợn cho người ta nghe người ta mới hiểu Tiền dẫn chưa? hết trời phật pháp bây giờ mà nói chánh văn nó chánh văn để cho nó suy nghĩ đố nghĩ được Ai mà nghĩ ra Bây giờ phải nói hết Nói vạch hết Giống như dáng bài lặt ngửa vậy đó Cái gì cũng vạch ra hết Nói trời ơi Cô nói Thầy ơi biết không Nó cái gì nó cũng nó, nó, không muốn lâu lắc Nó là gì bà, 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 bà. <laughs> Là xong rồi vậy Thì bà trả cấp kỳ Giết rồi nó dội phải bà còn ghê hơn nó nữa. Nó, nó sợ bà Còn bây giờ nó giữ hơn bà Nó nát đặt bà Thấy chưa bây giờ bà giữ hơn nó lại thời gian nó sợ xanh mặt xanh mày nó sợ chứ <laughs> sao trời ơi, đó cái đó là tôi trả lời cái cô đó đó nghe còn những người khác cái chuyện nó chuyện của quý bị tôi không biết <laughs> trả lời nghe cái bà hỏi đó thôi còn ai dính thì sao thì tự điều chỉnh gì nó nghe pháp là nó thông tâm tự mà nhìn nhận nó trong cái cảnh ngộ mình sao mình điều chỉnh phù hợp <laughs> nó khổ lắm khổ lắm cõi <laughs> này ghê lắm đó đó, đó. đó cái cõi này mà nó đa dạng mà biết không nó gặp cơ nào thì xào cơ nấy đó, nó đụng cơ nào thì giải đáp cơ nấy à, mà rõ ràng nghe rất xác thực về định luật nhân quả luôn á chứ nó vặt nó mà không có nhân sao có quả muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này đó cái quả báo mà đời này là do nhân đời trước tạo Muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này Từ giờ mình cái nhân đời này niệm Phật Thì quả báo đời sau giảng sanh cực lạc Cái nhân đời này mình sát sanh Thì cái quả đời sau mình trả mạng ở chúng sanh Cái nhân đời này mình phụ tình phụ nghĩa Thì đời sau mình bị người ta phụ tình phụ nghĩa mình Cái nhân đời này mình giật tiền người ta Thì đời sau người ta giật tiền mình Cái nhân đời này mình bắt con người ta Thì đời sau người ta bắt con mình cái nhân đời này mình bắt vợ người ta mình mình gạt vợ người ta thì đời, đời sau người ta gạt vợ mình cái nguyên lý của nhân quả nó không chạy đâu khỏi chứ thì làm sao nó ra vậy đó làm sao là nó ra vậy cái hình thức trong cõi đời này sao là là từ quý vị đã từng tạo ra đó chứ không có chuyện giỡn đâu đừng có nói mình mình than than trách phận mình mà phạm phu cứ than đi thì mình chưa đạt tới trình độ không than giờ phải than thôi à, nên phạm phu mà vui là nó thích à chứ khổ đau là nó không chịu đâu Ai phạm phu cũng vậy chứ Nên tu hành Hôm qua nhà Đức có giảng bài giảng rằng Thương yêu tha thứ là một phương pháp độ người Nhớ nghe hôm qua giảng á Thương yêu tha thứ là một phương pháp độ người Nên cái tâm của đại chúng Phải nhớ cái ơn Hòa Thượng xây chùa Hòa Thượng có khó với mình cỡ nào khó Thí dụ như Từ trong tâm tư của mình Nó nó không vừa bụng nó nói ra chứ không phải nó không nói đâu nó, Có khi nó ngồi Nó tụm ba một hai người nó cũng nói chứ không phải nó không nói đâu Như những Đức cũng bị nói nữa. Nhưng mà mình nên suy nghĩ kỹ lại Mỗi một cương vị có sự từ bi khác nhau Nên cái đề học bữa nay nè Mỗi vai trò có cách từ bi khác nhau Nghe, không? Nghe rõ không? À, mỗi vai trò có cách từ bi khác nhau à, Nên với hòa thượng Ngày sắp xếp gì đó Mà ở trong chùa nói này nói kia nói nọ Là quý vị sám hối đi Từ hôm nay đừng có nên nói gì nữa Nghe không? Hòa thượng ngày lớn ngày sắp cái gì kệ ngài Còn bản thân mình mình cố gắng mình ở đây mình cảm ơn hòa thượng chứ sao nói như đức từ bi hơn hòa thượng Đúng không đừng có nói cái câu hơn thua trong đây đó duyên khác nhau Mỗi mọi người có cái duyên để làm phải nhớ nên nghe rất rõ ràng là thấy chưa thông cái tâm rồi đó nên ai mà nói này nói kia đó, ví dụ nói hòa thượng khó đồ này nọ thôi, thôi nghĩ đi vị ngưng lại đi nói tầm bậy rồi đó niệm thêm vài có vật hiệu để thành tâm sám hối đi ngày mai bên kia đậu tràng kia những đứa cũng nhắc nhở gì đó tại vì họ dọn gì nó nhiều người đồn này đồn nọ phật tử cũng vậy dừng lại đi mình về chùa mình tu cũng nhờ ơn của thượng xây chùa nếu không có ngôi chùa nhà đức ngồi ngoài đường giảng cho bị nghe được không công an nó bắt chết mồ xe bắt chó nó chở lên nó bắt xúc thầy đi trước <laughs> nó bỏ vô cái chuồng mà gặp cái mỏ nhọn nữa Mới nhìn vô chúng mình con chó Là chưa thua luôn Nên từ đó thôi thôi, thôi Tôi mà giờ mình cũng có nơi gì mình nhờ ơn Thấy không? Và dù mình chưa có cảm nhận sâu sắc đâu Nhưng mà phải từ từ phải cảm nhận Thấy không? Cái này là nói thật lòng Còn người mình phải có thời gian Mấy anh em tự mà hỏi lương tâm mình phải không? Cái sự cảm ơn nó không đơn giản đó Đừng có nói cái chuyện dẫn chơ Nói đầu môi chót lưỡi thì dễ Có thể văn tự người ta có thể trao chuốt ngọt vô cùng Nhưng mà thành trì thì việc đó hơi khó đó hành trì thì cáo vấn đề chứ không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị hãy nhận thức thời gian đi pháp môn tịnh độ ghi pháp môn Tình độ là những đứa cảm nhận đó pháp môn tịnh độ là pháp đặc biệt á à, có vật hiệu là tuyệt vời nhờ niệm phật mà làm nên sự nghiệp cuộc đời vậy mà còn gì mà không hiểu nữa Nếu không có vật hiệu này là đặc biệt nhất nên quý vị muốn đỡ tạo nghiệp là cái miệng niệm phật á đỡ tạo nghiệp là cái miệng niệm phật á phải nhớ cái siêng năng niệm phật đi cứ mỗi ngày nhắc mình niệm phật liền vừa nghe gì cái Khi mình nghe Pháp mà mình hơi buồn ngủ gì mà. Mình... Nào, mình vừa niệm Phật được mà mình nghe được. còn nếu mình không niệm Phật ngủ luôn sao? Mình nghe Pháp mà mình buồn ngủ, không buồn ngủ gì. Dù nó văn danh, nó chẳng được Phước Hiểu không? Niệm Phật chẳng là ngon chứ. À, chúng ta nghe được Phật Pháp. À, từ mỗi một giai trò thận nghịch, đều có cái khảo đảo để mình tu thành thụ. Con đường giải thoát. Nên chúng ta nói rằng là mỗi giai trò có cách từ bi khác nhau. Giống như trong gia đình, Người làm cha thấy mạnh mẽ à, Gầy la con cái trong nhà Cũng là từ bi Mà người mẹ thương yêu dịu dàng Rồi à, khi con bị la Người mẹ à, vuốt ve à, Động viên Đó cũng là một cách từ bi Hai bên nó kết hợp lại Nó mới có được cái chỗ là giống như Người buộc kẻ mở Người đánh kẻ so Chúng ta mới biết được khi mình bị đánh Là nó đau làm sao Rồi mình mới nhận thức được Khi mình được so dịu Nó sẽ hạnh phúc cỡ nào Đây là cách từ bi khác nhau Của mỗi giai trò Giống như trong đoàn thể Có người cứng cỏi Phải có người thương yêu Lo lắng Chứ ai cũng cứng hết chứ sao mình chịu nổi vậy Ai cũng la hết chứ mình chịu không có nổi đâu Buồn lắm thấy mình sợ hãi mình không có chỗ nương tựa nên mỗi một giây trò của con người chúng ta mình là người tu phải nhận thức được đều có sự từ bi hết chứ thật sự hồi đó những đứa không hiểu cái khi mà thầy mình ví dụ như la mình được ngăn chặn một số việc của mình thì mình cũng bực bội nhưng mà mỗi lần ngăn chặn mình thì mình lại phát huy lên chút mình lại có sự chuyển biến đặc biệt giống như lần này những đức lại nghĩ ra cái cách là tổ chức lễ viết quan âm hai ngày hai ngàn lại mà lại bật máy lên để lại thì thấy không khỏe rồi đó ngon rồi đó nên từ nơi đó mà nhận thức được thì tự nhiên mình thấy nó hay tại vì sao mình làm mình nhìn ra đó, nên con người hơn nhau chứ ngay cái chỗ mình gặp sự cố gì mình bình tĩnh để mình vượt qua Nên con người sống trong cõi đời này, cái miệng mình rất dễ tạo khẩu nghiệp vì sao? Vì ý nghĩ của mình nó rất nhiều sự tư duy. Nên nó điều khiển cái miệng mình phải nói đủ chuyện. Nên bản thân mỗi người chúng ta nhờ cái việc niệm Phật mà nó nhắc nhở mình rất là nhiều. Ví dụ như trong chùa, đông người gì, nó nói cũng nhiều chuyện quý vị. Đi tu tu chứ cũng nhiều chuyện chứ sao mà không nhiều chuyện chứ đâu phải nó nói là đi tu cái là hết nhiều chuyện nó chậm đi tu nó cũng còn đấu đá chứ bộ tu có hết đấu đá hả nó đấu đá mình mới tu nhiều chuyện mình mới niệm phật Thấy không à, rồi nó hung dữ mình mới tu mình làm hiền lại rồi mình dở rồi từ từ mình cố gắng để mình giỏi nghĩa là cái gì nó cũng phải nó có chuyện rồi bản thân mình mới thấy nó có cái khó rồi có cái khó bản thân mình mới muốn sanh cực lạc nên đức thích ca mâu ni người nói ta bà khổ khổ không thể nào nói hết cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bài không? đã là đức thích ca mâu ni người nói cõi ta bà này quá nhiều cái khổ nên mình ở đang ở cõi ta bà này là do cái nghiệp chiêu cảm mình đi đến đây để mình lãnh cái khổ để mà trả cái nợ ở cõi đời vậy thì mình mới có cái pháp tu để mình hướng về tây phương cực lạc nên mỗi con người mình mình nhận thức được gì thì mình thấy rằng Mọi cái việc ở trong cuộc đời này Thuận nghịch nó đều có cái hay của nó Nó đều là hỗ trợ hết Nhớ nha Thuận quá thì nó làm cho mình giống như tệ đi Mà nghịch quá luôn thì nó làm cho mình Chịu không nổi cũng bỏ cuộc Nên từ nơi đó mà trong cái thuận nó có cái nghịch Trong cái nghịch nó có cái thuận Hai bên nó nó, nó, nó quá giải Nó quá giải Giống như nghịch Giống như là thuốc độc Còn thuận nó giống như thuốc giải đó thì con người mình khi bị độc cái mình sẽ mạnh mẽ lên tự nhiên mình thấy mình có sự phát triển mạnh mẽ lên nên phải dùng thuốc giải nên những đức nói là mỗi vai trò mỗi cương vị mỗi một con người ở cuộc đời này chúng ta là người học đạo nghe đạo phải nhớ mỗi việc gì ở trong cuộc đời này nó cũng không có đi vào bế tắc nó đều có cái 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 con đường để mà bước ra được chứ do bản thân mình cái tâm mình nó có thoát được hay không thôi Nhớ tu hành cái tâm mình nó thoát được hay không thôi Chứ nó không có bao giờ mà đi vào con đường bế tắc đâu Một trăm phần trăm không bao giờ đi vào con đường bế tắc Ví dụ như một con người mà nặng nề về nội tâm á Thì tức khắc quý vị sẽ sanh ra những cái tâm nặng nề khổ Phiền não Mà nó hao năng lượng ghê lắm nha Nên những đức nói rằng là Thí dụ như Một cái trái đắng hay một ly thuốc đắng Mình uống mình phải uống tranh thủ Chứ nó đắng quá mà mình uống từ từ Thì nó, 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 ngấm ngầm khó chịu dữ lắm đúng không giống như thuốc đắng để mình ực phát cho xong đi còn thuốc khó uống mình mình cầm mình hắt vô miệng mình ực nước liền là xong thuốc chứ có ai mà uống thuốc đắng mà bỏ từng viên ngậm đồ nhai từ từ à. đắng muốn chết mà ngay gì nên bỏ vô miệng nuốt đại vô bụng cái là xong đúng không thì giống như cái đắng giống như cái phiền não đã là phiền não thì càng loại nó sớm nào tốt đấy mình để nó càng lâu chừng nào thì càng khổ cho mình Chứ khổ ai đâu Mình nói là người ta làm mình phiền não Chứ thật sự là do gì mình Mình tích chữ Mình giữ gìn phiền não Chứ nếu như mình mà không Không, không nắm giữ nó thì mình thoát liền Nên mỗi một người chúng ta Nó thoát được hay không là do bản thân của mình tu Những đức tu có khi cũng phiền não Nhưng mà những đức thoát rất là nhanh Những đức nó mình không có dạy gì Đọc mà nó để lâu trong người quá nó, nó phát tán ra Ví dụ như nó chúng có một chỗ đó mình giải nó dễ Nhưng nếu mình để lâu nó ta nó phát tán điều hết Từ đầu tới chân mình Cơ thể chỗ nào cũng phát độc Như thì chị lâu chỉ khó Nên bản thân mình biết thương mình Nên khi phiền não cũng như độc Chúng ta vừa phiền não chúng ta chuyển biến liền Nên mình mỗi ngày phải cần gây dựng niệm Phật Cần gây dựng niệm Phật đấy khi mình đụng việc gì Mình chuyển hóa cho nó mau Nếu con người sống trong cuộc đời này Làm gì mà không có phiền não Làm gì không có cái nghịch cảnh nghịch duyên nếu là không có nghịch cảnh, nghịch duyên Sao Phật nói trong kinh là Ta bà khổ không nói hết Ngủ trượt ác thế khổ đau Nó, nó do phiền não nên mới nói là ngủ trượt ác thế khổ đau à, Nên mình á Mình tu hành từ từ mình hiểu rồi Thoát cái tâm đó Mình thoát được thì mình 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 tăng cảnh giới tu Và tự tình không năm xưa ngày nói rằng Cuộc đời tôi tu hành tôi gặp nhiều kiếp nạn Nhiều sự trở ngại trùng trùng giết à, tôi thấy thích thú Tại mỗi lần kiếp nạn là tự nhiên mỗi lần tôi vượt lên một một bậc sự tu hành. Thật sự mà nói mỗi lần mình bị trở ngại mà mình vượt qua lòng tin gì đối với bản thân mình, lòng tin đối với câu Phật hiệu, lòng tin về cái sự sinh tồn cao lắm. Nên mình thấy một đứa con nhà nghèo nó có sẽ, có sức sống cao hơn đứa con nhà nghèo, nhà đứa, đứa con nhà nghèo sức sống cao hơn đứa con nhà giàu. Cái sức sống sinh tồn đứa con nhà nghèo nó mạnh lắm. Tại vì nó chịu mưa gió giải dầu. Còn đứa con nhà giàu thì niệm ấm chăn im do niệm ấm chăn im nên con người nó nó, nó nó giống như là nó nó mắc đi sự ý chí nên có những cái quốc gia mà người ta muốn chiếm đoạt một đất nước nào đó người ta cho cái đất nước nó hưởng thụ cho hưởng thụ hút chích xì ke ma tí hoặc là cho hút càng xa đến chi để cho đất nước đó, nó, 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 nó cái ý chí đất nước đó, nó, nó, nó nó bị mất đi thì người ta mới chiếm nước đó được không sự hưởng thụ xa đỏ thấy không? nhưng mà sự khổ đau quá thì cũng không được nên cuộc đời của người chúng ta sống trong cõi này nó phải đi chung đạo khổ quá cũng khó tu mà quá thuận thì cũng nó cũng dính mắc cái cõi đời mà nó không giải thoát nên nó không có nghiêng gì bên nào quá mà đi vào trung đạo là hay nhất có cô kia nói nó câu nói con thấy thầy tu thì thầy, 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 thầy từ bi quá trời thầy nuôi chúng thầy lo cho chúng đồ này kia quá trời lo như đức nó cô nói gì tầm bậy cái vai trò nhà đức là làm chuyện đó nếu mà cô nói vậy mà cô đồn ra phiền phức không không có hay chút nào không lẽ cô nói hòa thượng không từ bi vì mình ở đâu mà hòa thượng không từ bi cái vai trò hòa thượng là cái vai trò cắt chùa thì đó là từ bi theo kiểu cách cắt các chùa của ngài cho mình ở còn vai trò những đức là được đặt vai trò là nuôi chúng nên những đức có vai trò là nuôi chúng Đúng không? giống như bây giờ giữa những đức hòa thượng đóng hai vai trò giai trò hòa thượng là nghiêm để làm chi để mà chúng đệ tử đâu đâu vào đó đàng hoàng giống như những đứa còn giai trò những đức Là giai trò tuổi trẻ nó giống như ngựa trẻ háo thắng háo phóng thì giờ hòa thượng ngày 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 gịch lại thì mình phóng nhanh quá khi mình lọt hố thì sao? Đó, nên mỗi giai trò đều có sự từ bi mà nên mình được lo lắng mình chỉ nhìn cái lo lắng đó là mình đó đã, đã khen người ta sự từ bi quá đáng còn mình thấy ai khó khăn la lối mình Cái gì cái là mình chỉ là mình cho người ta là không có từ bi Rồi mình đồn ra Mình nói này nói kia Đó là mình nên sám hối cái tâm của mình Đừng có nói gì nữa Ví dụ như Ở đây những đức lo quý vị là dây trò Những đức phải lo thôi Hết lòng hết dạ Mình làm Như đó là nhân duyên của mỗi một con người đến với khỏi đời này Mình được vậy Đặc biệt nhất của mình là mình đều cảm phải cảm ơn ví dụ như không có ngôi chùa này nhưng đức lấy cái gì để chỗ ở để mà lo cho quý vị rồi không lẽ mình ngồi ở ngoài săn ngồi ở ngoài đường hiểu không nên người làm cha cứng cỏi đâu phải là không từ bi trong nhà mà không có cha mạnh mẽ quyết đoán thì cái gia đình đó người, người phụ nữ cũng khó thành công được nên từ nơi đó mà hai bên nó đều kết hợp với nhau rất là đặc biệt nhịp nhà nên mỗi một con người mình Phật tử Mình đi, đi về chùa mình tu hành quý vị Nhớ Có những chuyện gì đến với mình gói gọn lại đi Tốt nhất mình đừng có nói Không phải hiểu không? Đó, nên Bữa đó lễ những đức nghe Mấy anh em nói là Hòa thượng nghe nói cho ở Chỗ ở giống như Nằm ngay chăn Chỗ tượng Phật đồ này kia thì dây trò tưởng này nhìn ra được mình nằm gì để phật tử bị mang tội nên hòa thượng một giờ mấy mà ngày sắp xếp, xếp ngày bố trí lại chỗ ở cho nó đàng hoàng qua nhà văn hóa ở rồi chứ nằm cái chân chỗ 48 kho tượng phật đưa chân đưa cẳng tùm lum hòa thượng bố trí qua đó rồi sáng hòa thượng mới nói là thôi ông giảng ở nhà toan tại vì cho chỗ đó cho người ta ngủ nhưng nhiều người mình không hiểu thì nói sao hòa thượng khó quá nhưng mà ông sợ mình bị tội nên nó dọn giùm mình thì mình đừng có tội tại sao mà dọn giờ đó gì sợ đợi tới sáng thì tội nó nhiều còn dọn sớm thì nó tội ít chứ giờ mà mình để giống như bây giờ á, mình đi sâu vào cái đường tội lỗi mà mình, mình càng đi xa thì nó càng tội nhiều mà mình đi một chút thì dừng lại thì tội ít hiểu chưa nên mình không hiểu mình nói ủa sao mà sao mà không để cho tới sáng đi sáng đi là hãy dọn sáng thì dọn nó tội nhiều còn giờ đó dọn thì tội ít Nà, Nguyên lý của người mình phải hiểu Nó giống như cái vai trò mỗi một con người Trong cái cuộc đời này làm việc quý vị Không có ai hiểu được ai Nên cần phải nói là gì Nên phải cần người thiết pháp Nói thí dụ như bây giờ ngày xưa người ta ngầm độ xanh Tại vì cái trí tuệ người xưa nó đặc biệt quá Ngầm độ xanh là người ta hiểu Còn bây giờ mình ngầm độ xanh Thì nó không hiểu mà nó quán trách Phải cần người giảng pháp Thật sự Đức Thích Ca Mô Ni năm xưa ở cõi đời Ngài cũng phải thuyết pháp Phải lý luận Phải lý luận đó quý vị Văn tự phải cần lý luận Để con người ta nó mới thông hiểu được Chứ nếu ngôi chùa mà không có thuyết pháp Là cái như ngôi chùa nó không ai hiểu gì Có những sự việc người ta sẽ mù quán Người ta không hiểu mà Hiểu không Nên cần có người nói ra gì đấy, đó quý vị Nên mỗi một con người mình Sống ở cuộc đời này Chúng ta khi nhìn vào một cái 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 khía cạnh nào thôi Chứ mình không nhìn sâu được tổng thể đó nên ví dụ như công sức của hòa thượng bao nhiêu năm chờ ngày xây chùa chiền giờ cái cơ ngơ này mình được ở dù cắt cho nhiều thì cũng mình cũng một khoản nào thôi đó, mọi người đều có cái khó không có dễ đâu quý vị ơi. đó. như những đức lo cho chúng những đức cũng khó khăn đơn giản thôi bây giờ sắp xếp cho các cô công việc thôi bây giờ nhà đức nói à mấy cô có làm gì gì vậy đó nhưng mà khi vô làm việc mấy cô khó khăn thí dụ như những đức chỉ cái bàn này để đây nhưng mà khi các cô làm việc các cô thấy cái bàn để đây không phù hợp Đấy không có nghĩa là cái bàn để đây người ta đi té quá trời nó không phù hợp đó. thì xong mình, mình 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 xin con để cái bàn chỗ đó thì những đức nó à vậy thì cô thấy cái bàn nó phù hợp để chỗ đó phù hợp à được cô để đi có nghĩa là hai bên nó phải kết hợp gì đó quý vị chứ đừng có nói rằng là bây giờ tôi là ông thầy là những đức tôi nói với cô liên thanh cái bàn để đây cô phải để đây cho tôi dùng sao cũng phải để đây cho tôi để nghe lời tôi không có những cái những đức phải cỡ mở ra là vì trong công việc của mấy cô mấy cô có cái khó của mấy cô mấy cô làm mấy cô còn biết hơn những đức thay cái chuyện này là họ làm không phải mình làm nên mình cho họ có một cái quyền sắp xếp một chút cái gì không phải thì mình chỉ mình dọn còn cái nào được thì mình để cho họ làm nên nghĩa là cả đời những đức sẽ không bao giờ nghĩa là làm một ông thầy mà quyết đoán quá khứ độc quyền tại vì sao có những cái bản thân mình thật sự mà nói có những cái người ta cũng biết hơn mình tại vì người ta làm chuyện đó nên vai trò đó người ta biết hơn mình còn có những vai trò mà mình biết hơn người ta nên mong mấy anh em trong chùa mình tu càng về sau nên nó thông tình đạt lý một chút thật sự mà nói con người ai cũng có cái khó mình mà áp lực người ta quá thì nó cũng bức giống như mình đắp một cái đê nước nó, nó 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 dưng lên thì bản thân mình phải khéo léo làm sao để mình dẫn cái đường nước đó cho nó thoát qua đường khác còn nếu như mình vẫn duy trì là mình mình dùng mọi cách để mình chặn mà nước nó càng dưng thì nước mà nó dưng cao thì vỡ vỡ đê thôi hiểu không nên con người cũng vậy khi cái tâm phiền não con người mình nó nặng quá mình phải biết cách để mà xả ra phải xả ra còn có những con người thì nó không có hiểu gì nhiều thì mình đặt làm sao nó ngon vậy còn có những con người mà nó hiểu thì mình đặt nó hơi khó hơn giống như có những con ngựa mình điều chỉnh nó dễ nhưng có những con ngựa mình khó điều chỉnh là mình phải khéo léo mình phải kiên nhẫn mình phải có thời gian mà con ngựa mà khó điều chỉnh mà điều chỉnh được là ghê lắm á à không giỡn đâu Những đức có một cái tính đó là ai đến với những đức chỉ cần người đó nghĩa khí một chút đi rồi thẳng thắn rõ ràng những đức thì sẽ, sẽ thu phục những đức dễ lắm à giống như là có những cái chiều mình cái là, là nhất định thu phục những đức liền rất là dễ chứ không có khó giống như những đức sẽ làm một con người giống như sẽ hoàn toàn vì người đó luôn đó vậy đó còn như cái tính những đức mà thí dụ chỉ cần ai mà nghĩ này kia nghĩ nọ những đức thủ đoạn cái những đức những đức hiểu hết chứ những đức được chờ phú cái 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 góc độ cái nghĩ của người khác những đức hiểu rất là nhanh nên người ta nghĩ thông minh những đức cũng hiểu ra nữa nên từ nơi đó mà nghĩ thông minh mà kiểu mà nó hơi không được mà gọi là quang minh chánh đại là những đức không thích mà khi như vậy là không bao giờ mà những đức nghe lời nên những đức phải phải cảm nhận được với con người những đức á, là nó đã không có văn tự nhiều mà khi ai nói chuyện những đức mà văn tự Văn tự dòng do tam quát này như đức không thích Còn ai nói mà vô đề thẳng thì, những đức thì thích. như đức thích Nhưng như đức giảng pháp gì cái gì như đức vô thẳng à Nên á, mình thấy thờ thế Xăng dầu nó cũng mắc mỏ quá Mà mình chạy vòng vòng quá thì sợ tốn xăng không? Nên từ nơi đó, đó thích con người Mình phải nói ra để mọi người mình hiểu được Cái tính của người đó là như vậy đó Nó có nghĩa là những đức là 100% con người sẽ không bao giờ phản người khác nên người ta đi theo như Đức là yên tâm đó, Tại như Đức không bao giờ phản người đó Anh em là anh em à Dù người đó có cương vị hay không cương vị cũng là anh em Người như Đức vậy Họ giàu nghèo sau này cũng là anh em Chỉ cần là sống với nhau Hiểu nhau Dù lúc anh có cương vị tôi vẫn ngồi chơi với anh Anh không có cương vị tôi vẫn ngồi chơi với anh Anh uống nước lạnh tôi cũng uống với anh nữa Nghĩa là chơi như vậy đó Người như Đức đi tu Nhưng vẫn duy trì cái tính như vậy để sống Chứ không có kiểu mà mình sau này mình có cương vị có địa vị mình lại thay đổi không có mà như đức thích nhất là đơn giản anh em gặp nhau có ghế ngồi ghế không có ghế ngồi dưới đất à, rồi sống ăn bình thường đơn giản cũng được nhưng mà chỉ cần anh em sống với nhau vẫn duy trì cái tình nghĩa đạo đức tình nghĩa tuyệt đối không bao giờ phản bội hoặc là chơi chung với nhau mà chọt sau lưng rồi hoặc là cái cách mà giống như đến với mình mà lại đi sau lưng mình lại làm những chuyện với người khác hai mặt á nhà đức không thích nghĩa là cái điều đó là không bao giờ thích luôn một à, trăm luôn không bao giờ thích như vậy luôn giống như cái gì rõ ràng cái nấy đi à, như nghĩa là tính tình con người mà nói vậy đó nên tại sao mà đối với hội chúng á, người ta đến nhà đức người ta yên tâm nhất, lắm vì nhà đức không có văn tự nhiều cái gì nhà đức cứ thẳng 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 thẳng, thẳng. nên sống với nhau giết rồi hiểu ngày xưa nhà đức cũng khó tính cũng la lối ôm sụp nhưng giết rồi nhà đức thấy rằng ô thì ra căn tính con người là gì không phải mình làm cho họ giải sanh đó quý vị à Mà là giờ chính bản thân họ khi đủ duyên Giống như một cái trái nó đã đến lúc chín Thì nó chín thôi Còn cái trái này chưa đến lúc chín Thì bản thân chúng ta đang bò dưỡng cái trái này Để nó đi đến cái chỗ chính Nên nó nói là Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp Phạm phu muốn độ một đời Không lẽ mình hơn Phật Bồ Tát Không có cái chuyện mà mình muốn độ người ta một đời này thành tựu đâu Mà người ta đã đến lúc chín Thì nhất định nó chính Còn chưa chính Thì mình hãy làm tự nhiên mình hay bồi dưỡng cho người ta tự nhiên để rồi một ngày nào đến lúc người ta chín khi người chín rồi là thành tựu rồi thì cái ơn của mình vẫn là nằm trong đó cái công đức của mình giúp người ta nó vẫn nằm ở trong đó giống như từ đây mà chúng ta đi ra tới ngoài đường thì thí dụ như bây giờ con đường này nó hư quá thì bản thân chúng ta sửa một khúc thì xong tới người khác sửa một khúc người khác sửa một khúc rồi cuối cùng tới chỗ cái đường đó thì bây giờ không lẽ quý vị không cảm ơn cái người sửa khúc đường kia? tại vì người ta cũng đã có công ta sửa sửa khúc đường rồi, rồi tới mình sửa khúc đường có nghĩa là duyên của mình đến lúc này mình sửa khúc đường này, duyên người kia đến lúc kia sửa khúc đường kia, duyên người nọ đến lúc đó thì sửa khúc đường này, vậy thì rõ ràng rồi vẫn là cảm ơn người ta sửa cho mình được khúc đường, thì từ đây tới ngày thành tựu của đường giảng sanh chúng ta đã được bao nhiêu con người giúp đỡ mình, thì ơn đức đó dù người ta chưa giảng sanh đời này nhưng đó vẫn là đại công đại đức <laughs> Nguyên lý phải hiểu Hiểu được nguyên lý này rồi Là cái tâm mà giúp chúng sanh nhẹ nhàng dữ lắm Nên những đức càng ngày càng hiểu Nuôi chúng hiểu á. Hiểu cái nguyên lý không phải mình làm cho họ giảng sanh Mà là tự họ nhận thức được rồi Nhân duyên đến lúc họ phải tính tâm niệm Phật giảng sanh Nên những đức bây giờ nuôi các cụ như đức nhẹ dữ lắm Nên những đức nói thôi Không phải là mình ép các cụ giảng sanh được đâu Mà là thôi bây giờ mình thương các cụ đời của cụ đã mấy chục năm cuộc đời khổ quá rồi thôi bây giờ mình lo tới cụ một chút này chút kia chút nọ kệ đi các cụ không giảng sanh thì cái an tình đó đời đời kiếp kiếp gặp nhau vẫn là hạnh phúc còn hơn là bây giờ mà mình không lo cho họ mình mình muốn ép họ giảng sanh mà quay lại nó quán thù mình nó không hiểu nó quán thù nó phật tử nghe nhé cố gắng đi phật nó, để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc ha. Rồi, chúc quý vị an lạc nha Ai dơ đầu vào À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả Để tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ